Kính chào quý vị khán giả. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 20 triệu ca và thế giới vẫn chưa tìm ra phương thức hiệu quả để dập tắt dịch bệnh. Cuộc sống của người dân thì vẫn phải tiếp diễn, nhưng sau 7 tháng đại dịch kéo dài trên toàn cầu, nhiều thứ đã thay đổi. COVID-19 không chỉ gây nên một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu mà nó còn đang hình thành một đại dịch khác, đại dịch vô gia cư. Quý vị đang theo dõi chuyên mục COVID-19 Chuyện Chưa Kể. Thưa quý vị, hãng truyền thông CNN đã nêu lên một vấn đề khiến chính phủ Mỹ đau đầu. Đó là đến cuối năm nay sẽ có khoảng 40 triệu người dân nước này trở thành vô gia cư vì dịch Covid-19. Bài viết cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng nhất trong lịch sử nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không có những sự hỗ trợ kịp thời cho những người bị mất việc làm vì đại dịch. Dữ liệu điều tra dân số của Viện Aspen Mỹ chỉ ra rằng trong tháng 7 thì có 26% người Mỹ da màu và 25% người Mỹ gốc Latin là không thể trả tiền thuê nhà, trong khi con số này chỉ là 13% ở người Mỹ da trắng. Và cũng theo báo cáo này thì ở giới chức Mỹ cần chi khoản hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp ít nhất là 100 tỷ đô la Mỹ cùng với việc gia hạn trợ cấp thất nghiệp nâng cao ngay lập tức thì mới ngăn được làn sóng vô gia cư. Con số này thì không hề bị phóng đại một chút nào, bởi những người da màu và người Mỹ gốc Latin chiếm khoảng 80% trong số những người có nguy cơ bị khăn gói ra khỏi nhà ở Mỹ. Do đây là nhóm người có thu nhập thấp hơn, trong khi các bang ở Mỹ thì hiện không có biện pháp bảo vệ cấp liên bang đối với tình huống này. Các biện pháp bảo vệ người thuê nhà của chính quyền thì đã hết hạn từ tháng 7. Nếu bị đẩy ra khỏi nhà thì những người này chỉ có hai lựa chọn: hoặc là sống lang thang trên phố, trong các công viên hoặc là vào ở trong những nhà tạm trú cho người vô gia cư. Tạp chí The Nature cảnh báo rằng những trung tâm hỗ trợ cho người vô gia cư ở Mỹ sẽ ngày càng đông và đây chắc chắn sẽ trở thành những ổ dịch Covid-19 nếu không thực hiện xét nghiệm một cách toàn diện. Điều này sẽ càng khiến cho cuộc chiến chống dịch lây lan ở Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn. Tạp chí Y khoa The Lancet thì đã có một bài phân tích về những hệ lụy nếu một lượng lớn người lao động bỗng trở thành vô gia cư, nó sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần, bởi những người này sẽ có xu hướng sử dụng chất gây nghiện, không có nơi trú ẩn an toàn, ít tiếp cận thông tin y tế và gặp khó khăn về tài chính, không có phương tiện đi lại và các bữa ăn thì không cũng không đủ dinh dưỡng. Tất cả đều tạo ra một tổn thương riêng cho nhóm dân số này. Và nếu muốn ngăn chặn làn sóng người vô gia cư thì phải giải quyết vấn đề từ gốc, đó là không để người dân Mỹ rơi vào tình trạng bị thất nghiệp hãng truyền thông Bloomberg đã lấy một trong bốn sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký để làm dòng tít. Đây là số tiền mà người dân cần, đây cũng là số tiền họ muốn. Số tiền này là sự khích lệ để mọi người quay trở lại làm việc. Chúng ta sẽ cứu việc làm cho người dân Mỹ và mang lại niềm tin cho người lao động. Tổng thống Trump tuyên bố xác lệnh và chỉ thị mới sẽ bao gồm 400 đô la Mỹ một tuần cho mỗi người dân Mỹ, thấp hơn mức 600 đô la Mỹ một tuần được áp dụng từ đầu đợt khủng hoảng trong đó 25% trong khoảng 400 đô la này sẽ phải do các bang đóng góp. Ngoài ra, các sắc lệnh và chỉ thị của ông Trump còn miễn thuế đánh vào tiền lương của những người thu nhập dưới 100.000 đô la một năm, ngăn chặn việc trục xuất người ở khỏi nhà của họ đang thuê, đồng thời hoãn trả nợ sinh viên. Tổng thống Trump cam kết sẽ tiếp tục cắt giảm lâu dài thuế tiền lương nếu ông trúng cử. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định là cứ để xem khoản tiền hỗ trợ được giải ngân đến đâu và sẽ mất bao lâu thời gian để tiền trợ cấp đến tay của người dân khi đó thì lá phiếu của họ có bầu cho ông trump hay không mới được cân nhắc